Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ VN Express, ngày 30 tháng 9, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, cựu Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu. Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Trao đổi với Báo Dân Việt, chuyên gia pháp lý cho biết, khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự mà ông Đỗ Anh Dũng bị đề nghị truy tố quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị xử phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Như vậy, nếu bị truy tố và bị chứng minh có tội, ông Đỗ Anh Dũng có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên. Ngoài ra, ông Đỗ Anh Dũng còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đây là hình phạt bổ sung của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo luật sư, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm có hai hành vi là lừa dối và hành vi chiếm đoạt. Hai hành vi này đều có quan hệ mật thiết với nhau. Hành vi lừa dối được xem là điều kiện tiên quyết để hành vi chiếm đoạt xảy ra. Hành vi chiếm đoạt chính là kết quả, mục đích cuối cùng của hành vi lừa dối. Vì vậy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạt gian dối, làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó. Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, nhiều bị can khác, trong đó có Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh cũng bị đề nghị truy tố. Theo kết luận điều tra, từ năm 2021 đến đầu năm 2022, do ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, Công ty Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn. Vì vậy, ông Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty. Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Việt và cùng con trai phân công, chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân ba công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống, hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần là các thủ đoạn để Tân Hoàng Minh làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ, theo Bộ Công an. Ngoài ra, các bị can còn thông đồng với những đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt, chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính năm 2020-2021, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần trái chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Kết luận điều tra chỉ ra, chủ trương của ông Dũng còn là ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống để thực hiện việc thanh toán tiền từ Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân. Thủ đoạn trên, theo Bộ Công an, là nhằm lách quy định chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với những thủ đoạn này, ông Dũng và 10 bị can khác tại Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên ba công ty con, huy động 10.300 tỷ đồng của nhà đầu tư trái quy định. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền trên, ông Dũng chỉ đạo sử dụng vào mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, hơn 5.100 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau được ông Dũng xoay vòng trả cho nhà đầu tư đến hàng trước. Tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Dũng còn chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án. Kết luận điều tra nêu, sau khi giảm trừ hơn 163 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của công ty Tổng Bách Hóa, Bộ Công an xác định ông Dũng và các bị can trong vụ án còn chiếm đoạt số tiền hơn 8.634 tỷ đồng của 6.630 bị hại. Số tiền trên, Bộ Công an đã thu hồi, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, hoàn trả lại cho bị hại. Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, các bị can đã ra trình báo cơ quan chức năng lại sống trong cảnh chạy chợt đòi lại tiền. Một nhà đầu tư cho biết, tiền của nhà đầu tư không phải là tang vật vụ án, nhà đầu tư không sai phạm. Tân Hoàng Minh có sai phạm gì trong việc phát hành 9 đợt trái phiếu thì Tân Hoàng Minh phải tự chịu, không thể bắt buộc nhà đầu tư cùng chịu với Tân Hoàng Minh. Vì này cũng cho rằng trách nhiệm của Bộ Tài chính là phải làm rõ cơ sở của quyết định hủy 9 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Theo nhà đầu tư này, không có quy định pháp luật nào cho phép hủy phát hành trái phiếu. Đồng quan điểm, một số nhà đầu tư khác yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc giám sát Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi cho phép phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Đại diện nhà đầu tư cũng cho biết đã nhiều lần gửi đơn lên Bộ Tài chính nhưng không nhận được phản hồi. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Agribank chi nhánh Trần An mới đây đã đăng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của một số doanh nghiệp có liên quan đến đất vàng đặt trụ sở của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đầu tiên là khoản nợ của công ty cổ phần đầu tư bất động sản Ngọc Viễn Đông với giá trị ghi sổ khoản nợ là 81,7 tỷ đồng. Khoản nợ thứ hai là của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Bắc Hà với giá trị ghi sổ khoản nợ là 55,4 tỷ đồng. Khoản nợ tiếp theo của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thành với giá trị ghi sổ khoản nợ là 76,2 tỷ đồng. Cuối cùng là khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản THM Thịnh Vượng với giá trị ghi sổ khoản nợ là 94,3 tỷ đồng. Cả bốn doanh nghiệp nói trên đều có liên quan hoặc là công ty con của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tổng dư nợ được Agribank rao bán là hơn 307 tỷ đồng. Các khoản nợ này đều đã được đảm bảo bằng tài sản thế chấp của bên thứ ba là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê dài hạn và không hủy ngang tòa nhà văn phòng và trụ sở nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật đặt tại số 24 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Đất vàng số 24 Quang Trung được giới thiệu là trụ sở của Tân Hoàng Minh và hàng loạt doanh nghiệp có liên quan khác, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản THM Thịnh Vượng. Các đơn vị này là nhà đầu tư thứ cấp tại dự án, bỏ tiền ra thuê mặt bằng. Nơi này còn được biết đến rộng rãi với tên gọi STD Tower, cao 7 tầng, tổng diện tích sàn văn phòng cho thuê gần 5.000 m². Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.